Đây, chùm chạy đường biên đây, chơi PUBG Mobile nhiều lắm các bạn. Biết PUBG Mobile không? Ai chắc cũng biết. Đây, đây là anh chùm chạy đường biên. Chạy đường biên thực tế luôn. Bây giờ anh sẽ chia sẻ kinh nghiệm chạy đường biên đâu. Đâu, sao ông leo lên được? Cao cỡ nào? Leo được không? Đây, bờ kia nó phải cao đến đây. Cao đến đó. Mà sao leo lên được? Mà tôi vừa bơi qua nước đây. Bơi qua sông hả? Giữa Trung Quốc và Việt Nam hả? Không có đầu chiều đi. Nó có cái mạch bữa thì nó đậm hơn, nó sâu trong đây hơn được tí thì bám. Còn bám được, con này nó thẳng quá, không bám được luôn đúng không? Đi cái giày như thế này. Mặc hai quần, hai cái áo khoác. Chạy trên đó được luôn hả? Bơi qua sông nhưng bắt đầu nó ướt đậm lên. Dạ yeah. Tí vẫn trèo lên được. Ghê vậy? Lận kề cái sông nó chết. Dạ yeah, dạ yeah. Bị Trung Quốc chi đuổi hả? Hay quá. Chạy đường biên.